À, tội phạm hiện nay nó xuất hiện những loại tội phạm, thí dụ như là giết người hoặc là cướp tài sản hoặc là sử dụng công nghệ cao để trộm cắp rồi thì chiếm đoạt tài sản của nhà nước và tài sản của cá nhân. Thế rồi thì tội phạm ma túy hoạt động theo đường dây, theo ổ nhóm với một cái phương thức thủ đoạn hết sức táo bạo và với một cái số lượng nhiều và cũng có những phương tiện đặc biệt là nghiêm trọng khi cơ quan công quyền bắt giữ giải quyết là nên chống trả quyết liệt. Thì lực lượng cảnh sát điều tra công an của tỉnh Bắc Giang chúng ta trong những năm qua, các đồng chí đã khắc phục khó khăn, gian khổ, vất vả, tập trung đi sâu vào việc phát hiện để xử lý đối với các loại tội phạm. Hàng năm là các đồng chí đã phát hiện, khởi tố điều tra, đưa ra xử lý được hàng nghìn vụ án hình sự các loại, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Những kết quả mà lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh nhà đạt được trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình hình vi phạm tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ cuộc chiến đấu thầm lặng và gian khổ ấy, biết bao tấm gương dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy trong công tác, liêm khiết trách nhiệm cho cuộc sống, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã xuất hiện. Đây là Đại úy Nguyễn Danh Ngọc, người đội trưởng, người bí thư chi đoàn thanh niên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người đã cùng đồng đội khám phá hàng chục chuyên án ma túy lớn liên tỉnh, đã nhiều lần được vinh danh là gương mặt cảnh sát trẻ tiêu biểu của Bộ Công an. Đây là Thiếu tá Nông Văn Nam, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an huyện Sơn Động. Không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn nêu cao tấm gương liêm khiết, không nhận hối lộ 10 triệu đồng. Còn nhiều và nhiều tấm gương điển hình khác mà trong thước phim ngắn ngủi này chúng tôi không thể kể hết được. Dù ở cương vị nào, ở lĩnh vực công tác nào, thì bản chất người cảnh sát nhân dân vẫn luôn ngời sáng, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc nhân dân là nguồn vui lẽ sống cho mình, được nhân dân tin yêu, được các cấp khen thưởng. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới lực lượng cảnh sát công an huyện, thành phố, nơi được coi là đầu sóng ngọn gió, nơi đương đầu trực tiếp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Mỗi góc phố, mỗi bản làng đều có dấu chân các anh ngày đêm cùng các cấp các ngành và quần chúng nhân dân giữ gìn an ninh trật tự. Nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, tham mưu tích cực cho cấp ủy đảng, chính quyền là phương châm hành động của người cảnh sát cơ sở, xây dựng một thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Dù trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, các anh vẫn vững vàng trên trận tuyến đấu tranh phòng ngừa tội phạm vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân. Người cảnh sát nhân dân luôn biết lấy hạnh phúc của nhân dân là nguồn vui lẽ sống của mình. Có niềm vui nào bằng niềm vui người mẹ khi nhận lại an toàn đứa con vừa bị tội phạm bắt cóc làm con tin? Có niềm vui nào hơn khi được nhận lại những tài sản bị bọn tội phạm cướp giật trộm cắp? Có niềm vui nào hơn khi được ngủ những giấc ngủ yên bình? Đấy chính là niềm vui, nguồn hạnh phúc của người cảnh sát nhân dân. Sau sự việc của tôi và được sự tận tình giúp đỡ của công an tỉnh Bắc Giang thì tôi cảm thấy rất là cảm ơn các anh đã nhiệt tình và giúp đỡ và tìm ra đối tượng và giúp tôi. Với như lúc đầu là tôi hoàn toàn là nghĩ là mình sẽ hoàn toàn mất và không bao giờ nghĩ là tìm lại được. Kể sao hết được những niềm vui như thế của nhân dân với cảnh sát và của cảnh sát với nhân dân trong sự nghiệp chung bảo vệ sự bình yên cuộc sống. Đó là bản chất tốt đẹp, là sự gắn bó tự nhiên máu thịt giữa cảnh sát với nhân dân. Song song với công tác chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng đã đi vào chiều sâu đời sống công tác cán bộ chiến sĩ. Mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động đã là điểm tựa vững chắc
để mỗi cán bộ chiến sĩ học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Dù là trinh sát hay điều tra, dù là trực tiếp hay gián tiếp, người cảnh sát nhân dân luôn biết vượt lên khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cùng với những khó khăn thách thức tác động từ nhiều mặt, nhưng lực lượng cảnh sát nhân dân đã trực tiếp tham gia vào quá trình đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ gìn cái an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều vụ việc, nhiều khu vực, nhiều vấn đề tương đối phức tạp, nhưng lực lượng cảnh sát nhân dân là vai trò nòng cốt làm cho tình hình trở nên ổn định. Dù khó khăn, nguy cơ, thách thức còn nhiều ở phía trước, con đường cách mạng còn nhiều gian nan, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các ngành đoàn thể và sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân Bắc Giang luôn giữ trọn lời thề, giữ trọn niềm tin vào thắng lợi. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lực lượng cảnh sát nhân dân phải ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và có hiểu biết xã hội rộng. Do đó, mỗi đơn vị, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, hiện đại. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự rèn luyện, có sức khỏe tốt, có kiến thức xã hội rộng. Và mỗi cán bộ chiến sĩ của cảnh sát nhân dân phải tự rèn luyện về sức khỏe, kiến thức quân sự, võ thuật, bắn súng giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Tổ quốc gọi, nhân dân mong chờ. Người cảnh sát nhân dân hơn lúc nào hết đoàn kết một lòng, siết chặt đội ngũ, giữ trọn lời thề với Đảng, với ngành và với nhân dân. Nguyện ra sức thi đua kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.